Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Tiến Sự vẫn ở Chiêm Hóa, hỗ trợ cho bạn Trung Duối, Vua Duối ở Chiêm Hóa. Những cây này thì ở vị trí khác nhưng mà nhập về vườn của Trung Ngụ, cho nên là bây giờ làm xong thì để di chuyển. Thì chủ nhân trước họ cũng cắt một cái nhát cát ở đây, chắc là nó sẽ còn một cái cành nữa gì đó. Bây giờ cắt thì cái nhát cát này để vậy thì để chờ nó vén sẹo như này thì nó rất là lâu và nhìn nó rất là thô các bạn. Thì chúng ta phải hòa nó vào với lại cái cốt của cái cây này. Và cái điểm này nó có một cái điểm lắc này. Đấy, cái điểm lắc đẹp thì chúng ta phải hòa nó vào. Thế sau đó thì chúng ta sẽ có một cái mầm này rồi thì chúng ta sẽ tận dụng. Thì chúng ta lại phải bỏ cái điểm này đi để nó khỏi gần nhau, thì chúng ta sẽ tận dụng sang cái vị trí này thì để cho nó có khoảng cách đẹp hơn các bạn nhé. Ok các bạn, cắt đi. Các bạn thấy Tiến Sự sẽ cắt tiếp một cái đốt ở cái phần ngọn đi và sẽ lấy cái mầm dưới các bạn đấy. Thì cái cung cổ nó rất là đẹp, cung lão rất là đẹp. Nếu mà ta để thêm một cái đoạn che bao kia thì nó sẽ bị dài. Thôi được rồi, bỏ đi. Đấy, cởi cái ra, cắt tiếp cái đoạn ấy đi thì chúng ta sẽ được cái cổ ngọn đẹp hơn. Ta đổi quạt bé đấy. Nhìn nó đẹp hơn không? Sau lấy một cái tay ra đây, vẫn dựng ngọn đây. Lấy cái nhánh này ra, tháo cái thép ra, đưa cái dây, cái gì đấy, tháo cái thép ra. Khoan, cứ tháo cái dây trên thôi. Thế tháo hết dây dưới ra được. Cẩn thận nhá, đừng cát phí đi. Đỡ vào con nó gãy mầm, đỡ cái trụ vào. Đấy, phải đỡ xong vào. Cắt dư nó ra anh May nhá. Cắt dư lên một tí cho nó khỏe. Xong là giật cấp vuông vào nhá. Vuông đúng với lại đây, thẳng với giữa này. Bỏ đi 1/3, non 1/3. Chọn thôi.
từ con xước. Từ từ để lấy cưa tay. Không anh cái cưa tay nhá. Nhà thôi có vào mầm. Rồi. Thôi hơi về tí đầu thôi. Chú ơi, và xin một cái mìa thanh gỗ nào ấy chống từ đây vào đây để vít cái con tử này nó đuổi theo mẹ cái xong bắt đầu mới hồi nó mềm ra đây này khoảng 40 phân. Rồi anh em sẽ kéo con tử vào, chập đôi cái dây thép vào xong là tăng. Thì chúng ta sẽ làm được nó mềm ra các bạn nhé. Cắt lên lót chưa? Thế này phải lót. Cái miếng gì kìa? Miếng nhựa gì kìa? Thế trên xong rồi đó. Gì mà tăng 4 à? Chập đôi thôi. Chắc chưa? Thôi à. Đây. Thế cũng chẳng cần tăng đi.
bạn thấy ekip bonsai Tiến Sự đang định hình một phôi ruối theo dáng lão sinh quý tử. Lúc đầu con tử này cũng rất là cứng, nhưng mà muốn cho nó có cái độ dẻo ra một chút. Cho một cái thép vào đây, cắt cái này đi, đấy quặt cái chân vào đây, xong là đưa xuống như này. Rồi các bạn thấy xử lý cắt ngọn lại, cũng như là xử lý các cái nhát cắt để hòa quyện vào với lại cốt và định hình từ con tử lên đến cụ lão này. Chiều cao bây giờ cũng khá là vừa phải để chúng ta chơi. Và bây giờ thì chỉ cần nuôi bông giam thôi. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video này. Ở đây là Chiêm Hóa. Và cây này được chuyển nhượng sang cho Trung Duối. Ở Trung Duối thì đang thu thập rất là nhiều duối về thành một cái vườn, và gọi là vua duối tại Trung Chiêm Hóa Tuyên Quang. Cảm ơn các bạn nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn video sau. Trời này mưa đấy, để mưa thử xem là bạt căng thế nào được đấy, xem cây này hay là cây trong. Khả năng cây này này, trời này mưa, nhất định mưa. Thôi. Gì đó?